Từ chôn xác bắt đầu trường sinh bất tử giới thiệu vắng tắt. Trầm Vân nhất mộng tỉnh lại, trở thành một gã nhặt xác trong loạn thế. Chỉ cần chôn xác là có thể đạt được dương thọ còn lại của người chết. Tiêu hao dương thọ, tiến hành thôi diễn võ học, từ thiên cương phục hổ quyền đến cửu nghi tứ tượng đao, từ phục ma công đến bất tử pháp tướng, Trầm Vân phát hiện, mình đã bất tri bất giác bước vào con đường trường sinh hắn HTTPS, www.giaosushin.com Chương 1 Nhạc sát Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, sấm sét vang dội, mưa to tầm tả Một gian nhà cỏ cũ nát, bốn phía lọc gió, nước mưa theo bờ tường chảy xuôi xuống phía dưới, chậu đồng tiếp mưa trên mặt đất, toàn bộ bị đá đổ, đầy đất hỗn độn Cửa gỗ lay động trong gió, cạch, rung động. Tiểu Vân, đóng cửa lại đi. Thế đạo này, chỉ cần có thể sống, giao hai đồng tiền, coi như phá tài miễn tai họa. Nhị thúc bị đệ tử ô ban vừa mới rời đi, đạp trúng ngực, ho khan kịch liệt. Nhị thúc, ngươi không sao chứ, ta đi lấy hai bộ thuốc chữa bệnh cho ngươi. Trong lòng thẩm vân rất tức giận, lại vô lực phản kháng, đúng như lời nhị thúc nói, thế đạo này có thể sống đã là trời cao ban thưởng. Không cần, dưỡng thương ngoài da là tốt rồi, còn phải giữ lại tiền ăn cơm. Tiếng ho khan của chú hai, hồi lâu sau mới chậm rãi bình phục. Bên ngoài mưa to, hôm nay em đừng đi với anh, sau khi anh ra ngoài, nhớ chốt cửa cẩn thận. Chú hai vừa mặc áo tơi cũ nát, vừa nói với Trầm Vân. Hôm nay không có mấy thi thể, một canh giờ nữa sẽ về. Trầm Vân vội vàng từ trên kháng nhảy xuống, đoạt lấy áo tơi của nhị thúc, nói. Nhị thúc, người bị thương, bên ngoài lại mưa to như vậy, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đêm nay con đi chú hai giật mình một chút cảm thán nói đứa nhỏ này sinh phùng loạn thế mỗi ngày phải chết rất nhiều người vì tránh cho ôn dịch quan phủ sẽ chiêu người nhặt xác nhặt xác là nghề nghiệp của hai chú cháu tuy là tiện dịch nhưng có thể nuôi sống người trầm vân làm sao cũng không ngờ tới chính mình xuyên qua tới sau sẽ làm công tác như vậy không có biện pháp muốn sinh tồn phải tìm một chỗ đặt chân. Trầm Vân đem ba bộ thi thể, từng cái từng cái ông lên thi xa, việc này hắn đã làm một năm. Mới đầu còn có chút sinh thủ, hiện tại đã tính là lão luyện. Trước khi ra khỏi cửa, chú hai nhắc nhở. Tới phố chuột đi đường vòng, nơi đó có người của ô bang. Hai ngày trước, bọn họ cướp đoạt tài vật bên đường, người nọ phản kháng hai cái, đã bị cầm đao đâm chết. Thẩm Vân gật đầu, nhị thúc, con biết rồi. Hắn vô số lần ảo tưởng, mình có thể trở thành một tên võ giả, không bị khi dễ, nhưng muốn luyện võ phải có phương pháp, phải có người nguyện ý dạy ngươi. Trầm Vân kéo xe thi thể, đi vào màn mưa. Trong ngõ nhỏ khắp nơi là rác rưởi, còn kèm theo mùi phân nước tiểu tanh tưởi, gây mũi khó ngửi. Khi Trầm Vân đi vào rừng hoang, mưa càng nhanh, mặc dù trên người mặc áo tơi, toàn thân cũng đã ướt đẫm. Lấy xẻng từ trên xe ra, bắt đầu đào hố, hất bùn đất sang hai bên, bắn lên mảng lớn bọc nước. Không bao lâu sau, hố có thể chứa được ba người đã được đào xong, Trầm Vân từ trong hố bò ra, đem ba cổ thi thể ném vào hố to, không cần nhập liệm, lại càng không cần bia mộ. Chỉ cần không gây ôn dịch là được. Đừng nói ba người một hố, năm kia nháo nạn đói, đào một cái hố to chôn hơn trăm người. Ứng sống 58 năm, thực sống 57 năm, giá trị tội ác lớn hơn 50, phải chăng luyện hóa một năm dương thọ. Nên sống 56 năm, thực sống 54 năm, giá trị tội ác nhỏ hơn 50, không thể luyện hóa. Ứng sống 76 năm, thực sống 55 năm, giá trị tội ác lớn hơn 50, phải chăng luyện hóa 21 năm dương thọ. Đây là ba bộ thi thể, tin tức phân biệt đưa ra. Luyện hóa. Thẩm Vân bình tĩnh nói ra hai chữ này. Ngay sau đó, trong đầu hắn liền hiện ra một đoạn tin tức như vậy. Tuổi thọ 221 năm, ngày đầu tiên Thẩm Vân làm người nhặt xác, trong đầu liền xuất hiện nhắc nhở như vậy. Trải qua một năm tổng kết biết được, ứng sống là dương thọ của một người, nói cách khác chính là dưới tình huống không bệnh không tai, có thể sống bao nhiêu năm. Sống thật là số năm thực tế sống, thời buổi này người chết già thật sự không nhiều lắm, không phải chết đói thì là bị người ta đánh chết. Về phần tội ác giá trị, thì là khi còn sống phạm tội nghiệp, chỉ có tội ác giá trị lớn hơn 50 người, dương thọ mới có thể bị luyện hóa, thêm ở trầm vân trên người. Đầu năm nay, bình dân chỉ có thể bị khi dễ, nhưng đói cực kỳ, trộm cướp những bình dân khác sự tình, cũng thường xuyên phát sinh. Mới đầu, Trầm Vân Dương Thọ chỉ có 23 năm, hiện tại đã có 221 năm. Trầm Vân không rõ mình có thể sống lâu như vậy hay không, cũng không biết những dương thọ này có tác dụng gì khác hay không, dù sao luyện cũng không có hại, cũng liền luyện. Người này chết có chút kỳ quặc. Vết thương trên bụng hắn so với đầu người còn lớn hơn, không giống con người, dù là giả thú trong rừng, cũng không có móng vuốt lớn như vậy. Hơn nữa hắn còn không có một cánh tay, nhìn vết thương máu chảy đầm đìa kia, không giống như là bị đau chém đứt, ngược lại giống như là bị thứ gì đó dùng lực lớn xé xuống. Trầm Vân trong nháy mắt nghĩ đến yêu ma, nhưng hắn khẽ lắc đầu yêu ma đã bị trấn ma ti trấn áp trăm năm sớm mai danh ẩn tích quên đi hắn lắc đầu không đi phí sức dù sao người đều đã chết chính mình chỉ cần chôn xác lĩnh tiền công là được con điếm thối lấy bạc lại đây cho ta đại gia được 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 đó là dùng để cứu mạng mẹ ta đại gia được 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 đi chết đi sau đó sẽ không có âm thanh phỏng chừng nữ nhân kia là gặp tai ương sâu trong nội tâm trầm vân, thanh âm muốn trở thành võ giả càng lúc càng mãnh liệt. Nhưng bây giờ anh không thể làm gì cả, chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy gì, đi đường vòng về nhà. Sau khi vào nhà, Thẩm Vân cởi áo tơi, chậu đóng mưa đã có nước tràn ra, nhưng chú hai vẫn không để ý tới, dùng kính lão tập trung tinh thần nhìn cái gì. Nước bắn tung tóe trên mặt đất rồi. Trầm Vân vội vàng cầm lấy khăn lau, ngồi xổm trên mặt đất lau chùi. Tiểu Vân, cậu đừng lau nữa, lại đây xem một chút. Chú hai bất chấp mưa trên mặt đất, vội vàng vẫy tay với Trầm Vân. Nhị thúc, đây là vật gì? Thẩm Vân buông khăn lau xuống, bước nhanh tới trước mặt chú hai, chỉ thấy trong tay chú hai nắm một quyển sách nhỏ, mặt trên có chữ nhỏ dày đặc, ở giữa còn có hình minh họa. Hình như là một quyển quyền phổ, hẳn là từ trong ba cổ thi thể vừa rồi rơi ra. Chú hai nhìn hồi lâu, đưa quyển sách nhỏ cho Thẩm Vân chẳng lẽ là từ trên thân xác cục tay kia rơi xuống quyền phổ trong lòng trầm vân không hiểu dâng lên một cổ hướng tới anh nhận lấy cuốn sách nhỏ nhìn đến nhập thần thiên cương phục hổ quyền trở thành võ giả liền ý nghĩa thoát ly xã hội tầng dưới chót không cần lại làm nhạc xác tiện việc còn có thể nhiều kiếm bạc muốn học chú hai thấy thẩm vân nhìn say sưa nhíu mày muốn học võ đầu tiên phải có khí lực tốt Ăn uống bữa nào cũng có thịt, cho nên việc luyện võ này đều là những đại hộ kia mới có thể làm. Ở Bốc Khuê huyện, chỉ có Ô Bang có được hai gã võ giả, cho nên bọn họ mới hoành hành ngang ngược, ngay cả nha môn cũng không để vào mắt. Ta chính là nhìn xem. Thẩm Vân biết, mình và chú hai dựa vào nhặt xác kiếm được mấy đồng xu kia, căn bản không cung cấp nổi cho mình tập võ, lập tức trả lại sách nhỏ cho chú hai, một lần nữa nhặt khăn lau trên mặt đất lên, tiếp tục lau đất nhưng là trong đầu của hắn, toàn bộ đều là quyển quyền phổ kia, vô luận như thế nào cũng vung không đi. Hắn quá muốn trở thành một võ giả, không nên bị khi dễ nữa. Ngủ Chú hai cầm túi thuốc lá gõ gõ lên đế giày, thở dài, nằm trằn trọc trên kháng. Thẩm vân không yên lòng đem nước trên mặt đất lau khô về sau, cũng nằm ở trên giường của mình, đệm giường ẩm ướt có thể nặng ra nước, bất quá hắn đã thành thói quen, chỉ là thật lâu không cách nào đi vào giấc ngủ có thể đem dương thọ của bản thân rót vào võ học. Tên võ học Thiên Cương Phục Hổ Quyền đem dương thọ rót vào võ học. Tiêm vào. Trong lòng Trầm Vân thập phần kích động. Hắn tích góp từng tí một hơn 200 năm dương thọ, vẫn không biết tác dụng gì, chẳng lẽ có thể chuyển hóa thành võ học. Người không có thiên phú trong võ học, khổ luyện 50 năm mới có chút thành tựu. Có tiếp tục hay không? Tiếp tục nhưng là ngươi không cam lòng, lại khổ luyện một trăm năm, mới đem thiên cương phục hổ quyền luyện tới trạng thái đại thành, tuổi thọ. 71 năm, tiêu hao 150 năm dương thọ. Trầm Vân chợt cảm thấy trong đầu mình, có quyền pháp hiện lên, giống như mình nhiễm nhiên trở thành một lão giang hồ luyện quyền nhiều năm. Hắn không thể chờ đợi được muốn đi ra ngoài thử xem. Nhưng hiện tại đêm đã khuya, bên ngoài trời đổ mưa rào, đi ra ngoài nhất định sẽ bị chú hai mắng chửi, đành phải thôi đêm nay trầm vân kích động khó có thể ngủ vẫn lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ chờ đợi hừng đông chương không hai hữu tình nhắc nhở bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon window ashbygone push trời vừa tờ mờ sáng mưa đã tạnh ánh nắng tươi sáng ta đi ra ngoài một chuyến ngươi đừng ra khỏi cửa miễn cho đụng phải người của ô bang chú hai chắp tay sau lưng đi ra khỏi phòng trầm vân không để ý tới khẩn cấp chạy đến cửa ngõ nhỏ bên trong dựa theo trong đầu trí nhớ bắt đầu đánh quyền hổ hổ quyền phong khí thế mãnh liệt một quyền đánh vào đá hoa cương dưới chân tường rắc một tiếng tảng đá vỡ ra trầm vân kinh ngạc nhìn một màn này miệng há to lão đại hắn kiếp trước là một cái bình thường đi làm tộc xuyên qua đến nơi này sau mỗi ngày nhặt xác cùng luyện võ không chút dính dáng căn bản không có khả năng có như thế quyền kình Đem Dương Thọ rót vào võ học là thật, nhưng tay cũng đau. Hắn nhìn nắm đấm của mình, phía trên xuất hiện từng đạo vết máu. Hắn chạy về phòng, muốn đem còn lại Dương Thọ hết thảy rót vào võ học. Gợi ý hữu nghị. Tập võ luyện gia trước. Đề nghị. Đem Dương Thọ rót vào thân thể, cường hóa thân thể. Thân thể của ngươi quá suy nhược, có nên tiêu hao 50 năm Dương Thọ, luyện thân thể tới bị cảnh hay không? vâng tuổi thọ 21 năm bàn tay bị thương là thân thể không đủ cường đại thương địch 1.000 tự tổn 800 thẩm vân từ trong sách nhỏ biết được võ giả rèn luyện thể lực từ ngoài vào trong theo thứ tự là bị cảnh cốt cảnh khí cảnh mỗi lần tăng lên một cảnh giới lực lượng đều lớn hơn trước mấy lần sau khi tăng lên tới bị cảnh thẩm vân nhất thời cảm giác được chính mình có sử dụng không hết lực lượng trên cánh tay cơ bắp góc cạnh rõ ràng hơn nữa cực kỳ có giãn hiển nhiên là một người gân thịt. hắn dùng tay kia lần nữa bổ hướng nham thạch tảng đá lần nữa vỡ vụn bất đồng chính là lần này bàn tay không bị thương đây là thân thể tăng lên sau mang đến hiệu quả trầm vân thập phần hưng phấn hắn biết ban chủ ô bang đã là cốt cảnh chỉ cần mình tăng lên liền có được vốn liếng chống lại ô bang đúng lúc này thẩm vân bỗng nhiên nhìn thấy đầu hẻm có hai nam tử xa lạ bọn họ đều không phải người bản địa huyện Bốc Khuê, quần áo ăn mặc giống hệt người hôm qua cống hiến cho mình 21 năm dương thọ. Trong đó có một tráng hán mặt đen nhỏ giọng nói. Còn chưa tìm được tên phản đồ kia. Người kia thân thể mập mạp, nói. Đoán chừng là đã chết. Tráng hán mặt đen trầm giọng nói. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, quyền phổ phải tìm về. Trung niên mập mạp gật đầu, nói. Nghe nói địa phương có ô ban, không biết có phải người của bọn họ lấy đi quyền phổ hay không. Tráng hán mặt đen trầm ngâm một lát, nói. Mau tìm. Chúng ta phải tìm được quyền phổ trước khi yêu ma phá phong ấn, luyện đến viên mãn, nếu không chúng ta chỉ có đường chết. Sau khi hai người nói chuyện với nhau, lặng lẽ rời đi. Hôm nay Trầm Vân đã đạt tới bị cảnh, xem như là một tên võ giả chân chính, tài thính mắt tinh, tuy rằng hai người kia thanh âm nói chuyện rất nhỏ, như cũ có thể nghe được rõ ràng bọn họ đang tìm quyền phổ cũng không biết những người này cuối cùng có thể hay không tìm được chính mình trên đầu nhìn ra được hai người kia cũng là võ giả lấy trầm vân trước mắt thực lực nhìn không ra bọn họ sâu cạn trầm vân suy đoán thực lực của hai người này ít nhất là ở cốt cảnh thậm chí là khí cảnh mặt khác bọn họ nhắc tới yêu ma muốn phá tan phong ấn tin tức này có chính xác không nếu như là thật vậy người này như cỏ rác loạn thế chỉ sợ sẽ thăng cấp biến thành nhân gian địa ngục quên đi cho dù có yêu ma lao ra phong ấn cũng có người của trấn ma ti chống đỡ trở về ăn cơm chú hai bỗng nhiên từ đầu ngõ đi vào trong tay cầm một gói giấy dầu tôi đi vo gạo làm cháo trầm vân tạm thời ném hai vỏ giả kia ra sau đầu bước nhanh vào phòng bếp đầu năm nay có gạo cho vào nồi đã đáng ăn mừng rồi sau khi làm xong bữa sáng hai chén cháo nóng hổi bưng lên bàn chú hai mở gói dầu ra nói đây là thịt hầm hai lạng cầm đi ăn đi thẩm vân giật mình một chút cùng nhị thúc làm việc một năm chưa từng đụng qua thức ăn mặn hôm nay là làm sao vậy nhị thúc giải thích muốn luyện võ thì phải cường thân kiện thể ăn nhiều thịt ta không phải nhà phú quý không có cách nào để cho ngươi ăn thịt bò lấy thịt hầm chấp nhận một chút Trầm Vân trong lòng cảm động, hai làng thịt lợn, khẳng định là nhị thúc từ kẻ răng, tích góp từng tí một bạc đổi lấy, nhị thúc, ta không ăn thịt lợn này, cũng luyện võ. Thối lắm. Chú hai thấp giọng mắng. Con gầy như cây gậy trúc, luyện võ cái gì? Nói xong, hắn ở trên cánh tay Thẩm Vân nhéo nhéo, tháng phục nói. Ồ, như thế nào cảm giác so với trước khỏe mạnh không ít? Thẩm Vân cười nói. Ngươi xem, Ta nói ta có thể luyện võ. Nhị thúc thở dài, nói. Tiểu tử ngươi năm nay mười bảy, chính là lúc thân thể dài ra, ăn thịt tao này, còn có thể khỏe mạnh hơn một chút. Nói xong, chú hai không nói lời nào đổ thịt vào trong chén thẩm vân. Đến buổi chiều, nhà môn sai dịch đến tìm nhị thúc, bảo bọn họ nhanh chóng đi nhặt xác. Dẫn tề gia hỏa, đi thôi. Chú hai vừa hung hăng hút một hơi vào túi thuốc lá, vừa nói với trầm vân sau khi đi tới đầu hẻm trầm vân lại nhìn thấy hai người đàn ông kia xuyên qua hai ngõ nhỏ khác nhau tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó nhìn cái gì vậy nhị thúc hỏi không tìm thư uyển không có gì thẩm vân thuận miệng ứng phó một câu đầu năm nay ngàn vạn lần đừng xen vào việc của người khác không liên quan đến chúng ta lại càng không nên hỏi thăm nhị thúc thuận miệng dặn dò nhị thúc con biết rồi Trầm Vân thành thật trả lời. Hai người xuyên qua mấy cái dơ bẩn hẻm nhỏ về sau, đi tới nha môn, trên mặt đất nằm ngang hai mươi mấy cổ thi thể. Ô ban chết nhiều người như vậy. Thẩm Vân khẽ nhíu mày, thế lực có thể đối nghịch với ô ban, Huyền bốc khuê căn bản không có, là ai giết chết bọn họ. Hơn nữa một giết chính là hai mươi mấy người. Trầm Vân trước tiên nghĩ đến hai tên võ giả xa lạ kia. Chắc chắn là họ đã làm nhân số bọn họ không nhiều lắm, có thể lặng lẽ giết chết ô ban nhiều người như vậy, sức chiến đấu có thể mạnh hơn ô ban ban chủ. Đầu năm nay, ban ngày nha môn định đoạt, vô luận là ai đều sẽ bán cái mặt mũi. Nhưng đến ban đêm, chính là nắm đấm định đoạt. Huyện Bốc Khuê, ô ban ban đêm chính là trời, không ai dám chọc vào. Nghe nói hắn một quyền đánh chết một con mảnh hổ, thập phần hung mảnh. Nhưng bây giờ, người của ô bang lại thoáng cái chết nhiều như vậy đừng nhìn, đừng nhìn, mau mang thi thể đi. Một tên nha dịch bịt mũi, thúc giục nhị thúc cùng trầm vân hai người. Được rồi, tôi dọn ngay đây. Thẩm vân nhanh chóng tiến lên, đem thi thể này chuyển lên xe. Đừng chuyển đi, nhiều thi thể như vậy, xe nhỏ của chúng ta không chứa được, phải mượn xe ngựa. Nhị thúc không lưng, đi vào trong nha môn. Nơi này có xe ngựa, chuyên môn cho bọn họ vận chuyển thi thể dùng. Trầm Vân biết Dương Thọ có thể trót vào võ học về sau, liền kỳ vọng có thể nhiều chôn vài bộ thi thể, ánh mắt liếc về phía trên mặt đất người chết, thấp giọng chờ mong nói. Không biết bọn họ có thể cho ta bao nhiêu Dương Thọ? Chương không ba Phiền phức Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, Trầm Vân đem hai mươi mấy bộ thi thể, chôn vào hố đất. Nên sống 35 năm, thực sống 29 năm, Giá trị tội ác lớn hơn 50, phải chăn luyện hóa 6 năm dương thọ. Ứng sống 34 năm, thực sống 32 năm, tội ác giá trị lớn hơn 50, phải chăn luyện hóa 2 năm dương thọ. Ứng sống 45 năm, thực sống 43 năm, giá trị tội ác lớn hơn 50, phải chăn luyện hóa 2 năm dương thọ. Tuổi thọ. 51 năm, Trầm Vân cố gắng đem Thiên Cương phục hộ quyền tăng lên tới cảnh giới viên mãn hoặc là đem thể chất từ bị cảnh tăng lên tới cốt cảnh đáng tiếc hệ thống nhắc nhở dương thọ không đủ hôm nay nhiều thi thể có thể kiếm thêm hai đồng xu ngày mai cho ngươi thêm một lượng thịt hầm chú hai cười ha hả soạt một ngụm khói khô mây mù lượn lờ hai người về nhà vừa vặn đi ngang qua phố chuột thường ngày lúc này luôn có thể nhìn thấy ô ban đệ tử ở đây hóng gió chỉ cần có bình dân đi ngang qua trực tiếp động thủ khai đoạt nhưng hôm nay lại một người ô ban cũng không thấy. Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày đều có đại lượng ô ban đệ tử bị chôn, hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều. Phố chuột trở nên bình tĩnh lại, một đệ tử ô ban cũng không xuất hiện. Tiểu Vân à, ngày mai chúng ta mượn xe ngựa của nha môn đi, chỉ tốn một đồng xu, có thể tiết kiệm không ít khí lực. Chú hai nhìn thân thể có chút gầy yếu của Tiểu Vân, trong lòng không đành lòng nói. Nhị thúc, hai lạng thịt kho của chú rất có tác dụng, thế mà cháu lại không cảm thấy mệt chút nào. Hắn bây giờ, thể chất đã đạt tới bị cảnh, xem như nhập võ giả ngưỡng cửa. Không chút khách khí nói, giống ô bang trung bình bình thường tiểu côn đồ, hắn một người có thể đánh 10 cái. Đến chỗ chôn xác, chú hai nói. Cháu đẩy xe suốt đường, nghỉ ngơi một lát đi. Thẩm vân không lây chuyển được chú hai, đành phải ở một bên nghỉ ngơi trước, chờ chú hai đào hố xong, chú lại đi qua chôn. Lần này nhiều người, đào hố cũng lớn hơn, ước chừng đào một canh giờ, chú hai đã thở hồng hộc. Đừng nhúc nhích. Vừa mới chuẩn bị ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi một hồi, trên xe thi thể đột nhiên có một cổ thi thể bạo khởi, thân thủ nhanh nhẹn đi tới sau lưng chú hai, một phen chế trụ cổ chú hai. Ai u? Nhị thúc làm người bổn phận, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua trận chiến này, dưới tình thế cấp bách lão yên thương trong tay rơi xuống, đâm vào trong bùn đất người bạo khởi một thân hoành luyện cơ bắp trên thân thể có từng đạo vết máu nhìn thấy mà giật mình mắt trái không biết bị ai chọc thủng máu còn đang chảy xuôi ra phía ngoài trầm vân nhận ra người này hắn chính là ô ban đại danh đỉnh đỉnh phó ban chủ vương lão hổ danh phù kỳ thực võ giả thực lực vẹn vẹn ở ban chủ dưới chỉ là ngay từ đầu bị đặt ở cái khác thi thể phía dưới không có lưu ý đừng nhìn hắn vừa rồi bạo khởi cái kia một cái tốc độ mãnh liệt nhưng đã là nó mạnh hết đà không còn lại bao nhiêu khí lực, hơn nữa thân mang trọng thương, chỉ có thể bắt lấy lão đầu làm con tin, trầm giọng nói. Tránh ra cho ta. Hắn lạnh lùng nhìn chầm chầm trầm vân, biết người sau có một chút sức lực, nếu không không có khả năng một người đẩy một xe thi thể, đi đường xa như vậy không nghỉ ngơi. Ngươi đừng làm bị thương nhị thúc ta. Trầm vân hai mắt hiếp lại, chậm rãi đem thân thể tránh ra. Vương lão hổ tay trái bóp cổ nhị thúc, tay phải sờ soạn lung tung trên người nhị thúc, tìm ra mấy đồng tiền nhét vào bên hông mình. Ô bang không thể quay về, muốn chạy trốn, lộ phí tất không thể thiếu. Đừng làm tổn thương cháu ta. Chú hai trong lòng e ngại, nhưng vẫn thay Thẩm Vân cầu tình, giết mình cũng không sao, Thẩm Vân chưa tới 20 tuổi, còn có rất nhiều ngày để sống. Lão già kia, ngươi câm miệng cho ta. Vương lão hổ hung ác trừng nhị thúc một cái, bàn chân từng chút từng chút cò sát về phía trước, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuôi xuống dưới, trong lòng thầm nghĩ, phải nghĩ biện pháp đem người trẻ tuổi trước mắt này xử lý. Hắn nói, ngươi lại đây, để cho ta sờ sờ trên người ngươi có vật gì đáng giá. Thẩm vân sắc mặt âm trầm, nói, ngươi trước thả nhị thúc ta. Ai u? Ngón tay vương lão hổ đặt trên cổ nhị thúc mạnh mẽ dùng sức, nhị thúc đau kêu loạn, quát to đừng co kè mặt cả với ta, lập tức lại đây, nếu không ta hiện tại sẽ bóp chết hắn. Đừng nhúc nhích cháu ta, nếu không ta liều mạng với ngươi. Lão già kia, đừng gọi bậy. Tay phải vương lão hổ chậm rãi sờ về phía sau lưng mình, nơi đó có một con dao găm sáng loáng. Trầm vân nheo mắt, chậm rãi đi về phía vương lão hổ. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn năm bước. Bốn bước. Ba bước. Hai bước. Vương lão hổ trầm giọng nói. Gần hơn một chút, ta sờ không tới. Thẩm vân hết sức chăm chú nhìn chầm chầm vào tay phải của vương lão hổ, lần nữa bước về phía trước một bước. Vương lão hổ đột nhiên rút con dao găm sau lưng ra, nhanh như chớp đâm về phía trầm vân. Trầm vân phản xạ có điều kiện nghiêng người, đem công kích của vương lão hổ né tránh, tay trái thành trảo, một phát bắt lấy cánh tay của vương lão hổ, quyền phải như gió đánh vào đầu vương lão hổ. Phanh liền thoáng cái vương lão hổ mặt xám như tro tàn trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi trong cổ họng gian nan phun ra mấy chữ ngươi ngươi cư nhiên lập tức máu tươi từ trên trán chảy xuôi xuống cả ngươi phù phù một tiếng sụi lơ trên mặt đất chết rồi có thể giải thoát nhị thúc há to miệng hô hấp lấy không khí trong lành sau một lúc lâu mới định thần lại run rẩy nói chất nhi hắn chết rồi tìm thư uyển vê đúc vê đúc vê đúc chấm giao su sinh chấm com hắn vừa mới dùng ra thiên cương phục hổ quyền vẻn vẹn chỉ một chiêu đã lấy mạng vương lão hổ nhị thúc lại ho khan vài tiếng sắc mặt tái nhật nói ta nghe nói vương lão hổ là một võ giả ngoại trừ ban chủ không ai là đối thủ của hắn ngươi lại có thể giết hắn trầm vân nói bởi vì ta luyện quyển quyền phổ kia nói bậy nhị thúc tuy rằng không phải võ giả nhưng cũng rõ ràng, luyện võ tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều. Thẩm vân tính toán không đến 10 ngày, làm sao có thể có năng lực lớn như vậy, trầm ngâm một chút, nói. Có thể hắn đã sớm bị trọng thương, ngươi một tất sức vừa vặn đem hắn đánh chết. Thẩm vân cũng không giải thích nhiều, nói. Nhị thúc, gần đây ô ban sao mỗi ngày đều chết người. Nhị thúc trầm giọng nói. Ta nghe nói huyện Bốc Khuê gần đây có mấy người ngoài tới, hình như đều là võ giả cường đại đang tìm thứ gì đó thẩm vân nói có thể là quyển quyền phổ kia hay không nhị thúc sắc mặt hơi trầm xuống gật đầu nói vậy bọn họ vì sao tìm ô bang phiền toái thẩm vân nói bọn họ không quen cuộc sống nơi đây biết quyền phổ rơi ở huyện bạc khuê chỉ có thể tìm địa đầu xà trước dù sao chỉ có ô bang có hai võ giả có thể sử dụng quyển quyền phổ kia chú hai gật đầu hút một ngụm thuốc trấn áp kinh hãi nói đúng là có khả năng này như vậy cháu mau đưa quyển quyền phổ kia cho chú chú xử lý nó đi để tránh lửa này cháy đến đầu chúng ta thẩm vân gật đầu nói ta đem quyền phổ tàn gia chúng ta trở về lấy hai người vội vàng đẩy xe thi thể bước sâu bước thấp đi về phía nhà lúc đi ngang qua một con hẻm cách nhà không xa bên trong có một hộ gia đình khóc lóc âm sòm hình như là người chết Nhị thúc sắc mặt chợt khó coi, âm thanh nói. Đó là nhà tàu Lão Tam, cũng là một người nhạc xác. Chương 04 Gắp lửa bỏ tay người Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, nhị thúc cùng Trầm Vân nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra nồng đậm trầm trọng. Những người đó là chuẩn bị từ trên người nhạc xác bắt đầu điều tra. Nếu bọn họ biết người cục tay kia đã chết nhất định có thể đoán được người nhặt xác sẽ thay bọn họ chôn xác, mà người nhặt xác có khả năng chôn thi thể hắn nhất kia, giấu đi. Trầm Vân trầm giọng nói. Ta đi tàu lão tam nhà xem một chút, nhị thúc ngươi về nhà trước. Nói xong hắn cũng không quay đầu lại, đâm vào cái kia ồn ào mà lại hắt ám hẻm nhỏ. Chú hai dậm chân một cái, vội vàng đi về nhà. Trầm Vân lặng lẽ đi tới phía sau đám người, chỉ thấy tàu lão tam đã nằm ở trong vũng máu, nuốt khí có hai gã ô ban đệ tử đang tỉ mỉ tại tàu lão tam trên thi thể lục lọi lấy móc ra tiền bạc toàn bộ ném trên mặt đất cũng không có liếc mắt một cái thứ họ muốn không phải tiền đại gia các ngươi muốn tìm cái gì a à, lão tam hắn thật sự không có lấy a à. bên cạnh quỳ một gã nhu nhược nữ tử khóc lê hoa đái vũ trong lòng nàng còn dựa sát vào một gã sáu bảy tuổi ấu nữ bị dọa mặt không còn huyết sắc không dám nói chuyện thân thể cố gắng hướng nữ tử trong lòng chui vào hai tên ô ban đệ tử sờ soạn nửa ngày không có lục soát được muốn đồ vật lại đến trong phòng đại lục lục một trận lúc này mới thất vọng đi ra đối với nữ tử kia nói tạo lão tam gần đây chôn thi có thể chôn qua người này trong đó một gã mặt đỏ ô ban đệ tử móc ra một trương bức họa để cho nữ tử nhìn lão tam chôn xác ta chưa bao giờ đi theo cũng không biết nữ tử nhìn bức họa kia sau đó khóc sướt mướt nói vết đi cũng tốt cho những người đó một cái công đạo đệ tử ô bang mặt đỏ thu hồi bức họa nói lại đến nhà chôn xác tiếp theo tìm kiếm một gã khác ô bang đệ tử gật đầu lập tức trút ra khảm đau một đau một cái đem tàu lão tam thê nữ chém ngã xuống đất người bốn phía giận mà không dám nói gì nhào nhào tránh ra một con đường để người của ô bang rời đi thấy ô bang người đi xa bọn họ mới dám ở phía sau nhỏ giọng mắng chửi, cũng không để ý tạo lão tam một nhà ba người thi thể, lo lắng dính vào phiền toái, đều tự trở lại trong phòng không hề ra cửa. Trầm Vân không lên tiếng, lặng lẽ đi theo người của ô bang ra khỏi hẻm nhỏ, nhìn lộ tuyến tiến lên của bọn họ, mục tiêu kế tiếp hẳn là nhà Trương Tiểu Phong, sau đó là nhà Lý Đại Tráng. Trên huyện Bốc Khuê tổng cộng có bốn hộ nhặt xác. Để nhất hộ là Tào Lão Tam vừa mới chết đi. Hộ thứ hai là một người mới vào nghề không lâu, tên là Trương Tiểu Phong. Hộ thứ ba cũng là một tay nhạc sát lão luyện, tên là Lý Đại Tráng. Hộ thứ tư chính là nhị thúc cùng Trầm Vân Gia. Lý Đại Tráng là một tráng hán 30 tuổi, bình thường làm việc gian dâm chơi bời. Bởi vì nhạc sát tính theo đầu người, hắn luôn chọn một ít phụ nữ cùng lão giả khô gầy như củi, trọng lượng nhẹ, vận chuyển tiết kiệm thời gian tiết kiệm sức lực. Còn lại mấy cái nhạc xác người, không phải tuổi già chính là tuổi trẻ không thể trêu vào hắn chỉ có thể nhặt hắn chọn còn lại người của ô bang đã đến nhà trương tiểu phong và lý đại tráng không tìm được quyền phổ cuối cùng nhất định sẽ tìm được trên đầu ta sau khi nghĩ vậy trầm vân liền chạy về nhà ngươi đã về rồi mau nói xem chuyện gì xảy ra chú hai thấy thẩm vân trở về trái tim treo lơ lửng mới thoáng buông xuống người ô bang quả thật đang tìm kiếm quyền phổ thẩm vân vội vàng đem hết thảy vừa mới nhìn thấy dùng thời gian ngắn nhất giảng thuật một lần ta hiện tại liền đem quyền phổ thiêu hủy chú hai muốn vào bếp ném quyền phổ vào bếp không được trầm vân vội vàng lắc đầu nói người ô bang tìm không thấy quyền phổ cũng sẽ giết người chú hai giống như con kiến trên chảo nóng gấp gáp dậm chân nói vậy phải làm sao bây giờ vậy phải làm sao bây giờ nếu không cháu chạy trước chú ở lại, muốn giết thì giết một mình chú. Thẩm vân lấy quyền phổ từ tay nhị thúc, nói. Ta đi xử lý quyền phổ. Chú hai lớn tiếng quát lớn. Đào treo trên cổ rồi, con còn đi đâu? Thấy thẩm vân cũng không quay đầu lại chạy như bay ra, chú hai chỉ có thể đặt mông ngồi ở trên ngưỡng cửa, muốn bọc hai điếu thuốc, nhưng không bọc lửa, vội vã đem cột thuốc ném xuống đất, hai tay ông đầu. Hắn không đến nhà Trương Tiểu Phong, mà đi thẳng đến hậu phòng nhà Lý Đại Tráng. Đó cũng là một con hẻm bẩn thỉu và đầy mùi hôi thối. Thẩm vân thân nhẹ như chim yến, thả người nhảy lên nóc nhà Lý Đại Tráng, chỉ thấy Lý Đại Tráng cùng bà nương nhà hắn đang ở trên giường gạch ăn cơm. Đương gia, hai ngày nay trở về quá muộn. Vợ Lý Đại Tráng thuận miệng nói. Ai, hai ngày nay người chết đều là người của ô bang, nặng như con heo, bất quá cũng tốt, người chết nhiều, cũng có thể kiếm thêm hai cái. Lý Đại Tráng dùng khăn lau đen, lau mồ hôi thối trên đầu, nói. Cũng không biết hai chú cháu thẩm gia kia chết lúc nào, nhà môn sai dịch biết hai người bọn họ một già một nhỏ, có lúc sẽ chia thêm vài thi thể cho bọn họ, mẹ nó, thật muốn làm thịt bọn họ. Chôn thêm một cái xác, thêm một phần tiền công. Vợ Lý Đại Tráng cắn một miếng hành tây, nhẹ răng nói. Hai cái mạng đê tiện, chết cũng không có ai truy cứu. Lý Đại Tráng thấy bà nương nói làm như thật, vả lại thập phần nghiêm túc, thăm dò nói. Ngươi là nghiêm túc. Bà nương lý đại tráng gật đầu, nói. Hai chú cháu bọn họ vừa chết, trong nhà môn chỉ còn lại ba hộ nhặt xác, ngươi có thể phân được nhiều thi thể hơn. Nhưng mà... Lý Đại Tráng mặc dù đối với Trầm Vân Thúc chất hai phẫn hận, nhưng dù sao chưa bao giờ tự tay giết người, trong lòng lẩm bẩm, nói. Hai người bọn họ nếu thật chết, chúng ta ba người nhặt xác, khả năng bận rộn không tới vợ Lý Đại Tráng cúi đầu, sờ sờ bụng mình, nói. Đương gia, chúng ta lại muốn thêm một miếng người ăn cơm. Lý Đại Tráng vội vàng đứng dậy, nói. Người mang thai. Bà Lý Đại Tráng gật đầu. Lý Đại Tráng cũng không kinh hỉ hoang hô, cái thế đạo này, nhiều một miếng người ăn cơm, liền ý nghĩa đại nhân muốn nhiều chịu một phần đói, hai mắt hắn đột nhiên lộ ra một mạc sát cơ, bộ mặt ngưng trọng gật gật đầu, ta tìm một cơ hội, đem hai người bọn họ xử lý. Hai người nói chuyện, bị Thẩm Vân trên nóc nhà nghe rõ ràng. Hai mắt Thẩm Vân híp lại thành một khe hở, nhẹ nhàng nhảy vào hậu viện nhà Lý Đại Tráng. Hà Thân móc ra quyền phổ đã chuẩn bị tốt, giấu ở phía sau một cái vại nước lớn. Trước khi đi, hắn còn cố ý di chuyển vại nước lớn một chút, lưu lại ấn ký ma sát rõ ràng trên mặt đất. Sau đó hắn lại trèo tường mà ra, trốn ở sâu trong hẻm nhỏ trong một góc tối lẳng lặng chờ đợi người của ô bang đến. Quả nhiên, không đến một nén nhang công phu, lúc trước tại tàu lão tam gia xuất hiện hai người kia từ hẻm nhỏ bên ngoài đi tới, trong tay cầm cương đao, còn có máu tươi đang chảy xuôi, nói vậy trương tiểu phong một nhà đã chết thảm. Người đi đường trong hẻm nhỏ nhau nhau né tránh, tìm thư uyển vê đúc vê đúc vê đúc, giao su xu Xuyên công sợ dính vào phiền toái. đệ tử ô bang mặt đỏ đi tới cửa nhà lý đại tráng một cước đá văng cửa gỗ cũ nát, quá to. Lý Đại Tráng cút ra đây. Lý Đại Tráng nhìn thấy người tới, quá sợ hãi từ trên kháng lăn xuống đất, vừa lăn vừa bò từ trong phòng đi ra, vừa cúi đầu vừa cười lầm lành nói: Đại gia, ngài tới có việc gì? Để tử mặt đỏ trầm giọng nói: Gần đây nhặt xác, có nhìn thấy thứ gì không? Lý Đại Tráng quay đầu nhìn vợ hắn, vội vàng nói: Mau đưa mười đồng kia ra đây lý đại tráng bà nương nơm nớp lo sợ lấy ra đồng xu hai tay dâng lên đệ tử ô ban mặt đỏ nói ta nói không phải cái này ngươi không nhặt được vật gì khác lý đại tráng bối rối hồ nghi lắc đầu nói không có mặt đỏ ô ban đệ tử lấy ra bức họa trầm giọng nói nhìn chuẩn gần đây thu thi thể bên trong có hay không gặp qua người này lý đại tráng nhìn kỹ hồi lâu sau đó dùng sức lắc đầu nói. Chưa thấy qua. Đệ tử ô ban mặt đỏ nhìn về phía đồng bọn, nói. Cẩn thận lục soát, không được bỏ qua bất cứ góc nào. Người nọ cầm đao, đi vào trong phòng. Ở trong phòng cẩn thận tìm tòi, đem tạp vật đập đầy đất đều là. Lý đại tráng bà nương trong mắt hơi chuyển, nói. Đại gia, có thể hay không cho ta cũng nhìn xem kia bức họa. Mặt đỏ ô ban đệ tử trầm ngâm một chút, lấy ra bức họa, cũng cho nữ nhân kia nhìn một chút, ngữ điệu hơi có tăng lên, nói. Ngươi đã gặp qua. Bà Lý Đại Tráng nhìn kỹ nửa ngày. Nàng chưa bao giờ cùng Lý Đại Tráng thu nhận thi thể, căn bản không có khả năng gặp qua người này, nhưng lúc này trong lòng đồng chủ ý, kinh ngạc nói. Đại gia, ta đã thấy, ta đã thấy, thi thể này là thẩm gia kia thúc chất thu nhận. Chương 05 Yêu ma truyền thuyết bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, mặt đỏ ô ban đệ tử thần sắc khẽ động, hơi có vẻ kích động nói. Ngươi xác định. Vợ Lý Đại Tráng vội vàng gật đầu, nói. Ta xác định, ta xác định, cổ thi thể này chính là bị hai chú cháu thẩm gia chôn. Lý Đại Tráng hồ nghi nhìn mẹ chồng mình, trong lòng buồn bực, bà nương này khi nào gặp qua thi thể. Bất quá, Lý Đại Tráng thấy hai đệ tử ô bang, tự hồ rất hài lòng với câu trả lời thuyết phục của bà nương, liền cúi đầu không trên một tiếng. Ở trong phòng tìm hồi lâu ô ban đệ tử, đi ra, thất vọng nói. Cái gì cũng không có, nếu không chúng ta trực tiếp đi cuối cùng một hộ nhạc sát nhân gia nhìn xem. Đệ tử ô ban mặt đỏ trầm ngâm một lát, nói. Được. Trầm vân trốn ở sâu trong hẻm nhỏ vừa nghe, thầm kêu không xong, tiện tay nhặt lên một tảng đá, ném về phía hậu viện nhà Lý Đại Tráng phanh. Tảng đá đập vào hậu viện, dừng thẳng trên sẻn ở góc tường, tạo ra động tĩnh không nhỏ. Chờ một chút. Đệ tử ô ban mặt đỏ vương tay, trầm giọng nói. Ta đi hậu viện tìm, người trong chừng hai người bọn họ. Được. Đệ tử ô ban mặt đỏ đi về phía hậu viện, liếc mắt một cái liền nhìn thấy vài nước lớn bị trầm vân di chuyển qua. Có dấu vết di chuyển. Đệ tử ô ban mặt đỏ trầm ngâm một lát, đi qua đưa tay sờ soạn phía sau vải nước, đôi mắt nhất thời sáng ngời, móc ra thứ phía sau vải nước, quyền phổ. Hắn cười to hai tiếng, bước nhanh đến trước cửa nhà Lý Đại Tráng, giận dữ quát. Mẹ nó, dám đùa giỡn với lão tử. Lý Đại Tráng không biết đệ tử ô ban mặt đỏ rốt cuộc tìm được cái gì, đột nhiên có biến hóa lớn như vậy, kêu to tha mạng. Mặt đỏ ô ban đệ tử căn bản không nghe hắn giải thích, một đao vung xuống, trực tiếp đem hắn chém ngã xuống đất bà nương lý đại tráng bị dọa choáng váng nhưng lại nhìn thấy quyền phổ trong tay đệ tử ô ban mặt đỏ nhất thời hiểu được ô ban muốn tìm chính là thứ này vội vàng nói đại gia đại gia thứ này không phải ta giấu nhất định là lý đại tráng lén lút giấu không liên quan đến ta mặt đỏ ô ban đệ tử đi về phía bà nương mặt lộ vẻ âm trầm nói ngươi vừa rồi không phải nói thi thể kia là bị thẩm gia chôn sao vậy trên người hắn quyền phổ làm sao sẽ giấu ở nhà ngươi hậu viện. Không đợi bà nương kia nói chuyện, mặt đỏ ô ban đệ tử lại là một đao chém xuống, bà nương đầu lâu một phân làm hai, rơi xuống đất, chết. Chúng ta còn đến nhà nhạc xác cuối cùng không? Đã tìm được quyền phổ, mau trở về báo cáo kết quả công tác, nếu không đám người kia lại muốn giết huynh đệ chúng ta. Mẹ Kiếp, cũng không biết từ đâu tới, ngay cả ban chủ cũng đánh không lại. Ngươi nói xem đám người kia phí chu chương lớn như vậy, tìm quyển quyền phổ này là vì cái gì? Mặt đỏ ô ban đệ tử mặt lộ vẻ khó coi, chậm rãi nói. Ta ngày đó nghe bọn họ đối ban chủ nói, yêu ma muốn lao ra phong ấn. Yêu ma. Không phải một trăm năm trước chúng đã bị tuyệt chủng rồi sao? Lần đó chỉ là phong ấn mà thôi, hiện tại phong ấn buông lỏng, có một bộ phận yêu ma còn nhỏ đã chạy ra, chỉ là số lượng còn tương đối ít đệ tử ô ban mặt đỏ hết sức kiên kỵ nói. Ta nghe ý của đám người kia là, yêu ma từ trong phong ấn chạy ra sẽ càng ngày càng nhiều. Ban chủ chúng ta là võ giả cốt cảnh, hẳn là có thể bảo vệ ô ban chu toàn. Cái này cũng khó nói, ngươi không thấy đám người kia sắc mặt đều ngưng trọng sao, cảnh giới của bọn họ so với ban chủ còn cao hơn. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, quyển quyền phổ kia quan trọng như vậy sao? Ta nghe nói, quyển quyền phổ kia là từ trấn ma ti lưu truyền ra chuyên dụng để đối phó yêu ma không phải loại công phu cầm nã thủ thiên trảo công gì có thể đánh đồng nếu như yêu ma loạn thế trấn ma ti sẽ khoanh tay đứng nhìn đương nhiên là không nhưng huyện bốc khuê chúng ta xa xôi chỉ sợ trấn ma ti sẽ không dốc sức tương trợ nhiều nhất phái một người đến hỗ trợ ai có thể tự bảo vệ mình đã là không tệ rồi đám người kia không phải vì cầu tự bảo vệ mình mới tốn nhiều công sức đến tìm quyển quyền phổ kia sao? Sau khi hai người hàng huyên đơn giản vài câu, mới vội vã quay về ô ban phục mệnh. Rất lâu sau, Trầm Vân từ trong góc hẻm đi ra, sắc mặt thập phần âm trầm. Yêu ma. Trầm Vân lại nghe thấy hai chữ yêu ma. Yêu ma dị thường cường đại, ngay cả những cái kia bên ngoài tới võ giả, cũng không thể dễ dàng đem chiến thắng. Còn phải dựa vào thiên cương phục hổ quyền, Loại quyền pháp chuyên môn đối phó yêu ma này mới có một tia sức mạnh đối kháng. Thực lực vẫn chưa đủ, nếu yêu ma thật sự tới, ta chỉ là bị cảnh, chỉ có thể chờ chết. Hắn nhất định phải trở nên mạnh hơn mới được. Thẩm Vân ngồi xổm xuống, mò mẫm trên người bọn họ một hồi, lại chạy đến nhà hắn lục lọi một hồi, sau khi tìm ra mười mấy đồng xu, lúc này mới lặng lẽ rời đi. Hắn không vội chôn xác. Hiện tại huyện Bốc Khuê chỉ có một người chôn xác bọn họ người nào cũng chạy không thoát chú hai trong nhà gấp gáp xoay quanh thấy trầm vân từ ngoài cửa đi vào vội vàng tiến lên hỏi thế nào rồi trầm vân nói ta đã xử lý xong quyền phổ bọn họ hẳn là sẽ không tìm chúng ta phiền toái nữa đúng rồi đây là đồng xu ta lấy được nhì thúc ngươi giữ lại hoa đi thật sao tâm tình chú hai không có lập tức thả lỏng xuống càng không có tâm tư hỏi đồng xu đánh ở đâu ra thẳng đến ban đêm ô ban đệ tử cũng không tới nhà gây sự lúc này mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng tò mò trầm vân xử lý quyền phổ như thế nào lại sờ sờ trầm vân cho mình đồng xu ban ngày quá khẩn trương căn bản không để ý tới hỏi nói người cái này đồng xu ở đâu ra thẩm vân thành thật đem chuyện ban ngày đại khái kể lại một lần đồ của người chết không lấy thì phí nhị thúc gật gật đầu tìm thư uyển vducks v vducks chấm giao su chấm ánh mắt kỳ dị nhìn trầm vân từ luyện cái kia quyền phổ về sau hắn đứa cháu này giống như liền không giống với hành động nhanh nhẹn làm việc ổn thỏa là ảo giác sao trầm vân bỗng nhiên nhớ tới ban ngày hai người kia nói lời vì vậy mở miệng hỏi nhị thúc ngươi nghe nói qua yêu ma sao nhị thúc trong mắt đột nhiên lộ ra một trận hoảng sợ vẻ ánh mắt ẩm đạm nói như thế nào trong lúc bất chợt hỏi tới cái này? Thẩm Vân nói. Ba ngày nghe người ta nhắc tới, cho nên hỏi một chút. Nhị Thúc nói ra. Đó đều là gia gia ta bốn người mới gặp qua đồ vật, nghe nói yêu ma thập phần tàn nhẫn, ăn thịt người huyết nhục, tước gân cốt người. Trăm năm trước, toàn bộ đại địa, khắp nơi đều có ma trảo của bọn họ, kêu trên khắp nơi, giống như nhân gian địa ngục. Thông qua miêu tả của chú hai, Thẩm Vân đã có thể tưởng tượng được, Cảnh tượng đóng thi thể thành núi, máu chảy thành sông kia. Nhị thúc tiếp tục nói. Trấn ma ti chính là khi đó thành lập, có thể tiến vào trong đó đều là võ giả cường đại, bọn họ đồng tâm hiệp lực trảm yêu trừ ma, cuối cùng đem yêu ma phong ấn. Ha ha, tiểu vân A, à, một ngày nào đó, ngươi nếu thật sự thành võ giả, nhất định phải gia nhập trấn ma ti. Thẩm vân cười nói. Trảm yêu trừ ma sao? Nhị thúc lắc đầu nói hiện tại nơi nào còn có yêu ma. Trấn ma ti dầu mở cũng đủ, nếu có thể đi nơi đó làm việc, ăn ngon uống cây, rất vui vẻ. Ánh mắt trầm vân nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đôi mắt sáng ngời, giống như ngôi sao trên bầu trời đêm. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được, yêu ma hoành hành niên đại, tựa hồ sắp tới. Nếu như trấn ma ti tay, không giúp được bốc khuê huyện, muốn sống cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhất định phải mau chóng, đem thực lực tăng lên đến khí cảnh, thậm chí là cao hơn cảnh giới, chỉ có như thế, mới có được đối kháng yêu ma tiền vốn. Sinh phùng loạn thế, mệnh như con kiến hôi, chỉ có tâm hướng quang minh, mới có thể thắp sáng ngọn lửa. Chương 06 Tạ đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, sau khi quyền phổ được tìm thấy, những võ giả ngoại lai like kia liền biến mất, giống như chưa bao giờ tới huyện bốc khuê lại khôi phục lại bộ dáng ban đầu con chuột trên đường ô ban đệ tử hoành hành ngang ngược bởi vì vài ngày trước bị đám kia võ giả áp bách hiện tại càng thêm hung hăng ngang ngược muốn đem trước đó bị nghẹn khuất khí hết thảy rải đến bình dân trên người thậm chí trực tiếp vọt tới trong nhà bình dân động thủ khai đoạt gặp phải nữ tử có vài phần tư sắc liền trực tiếp bắt đi nhị thúc trốn ở trong phòng rung lẫy bẫy, sợ đệ tử ô ban vọt tới nhà mình. Trầm Vân ánh mắt kiên định ngồi ở ẩm ướt trên giường, hiện tại ngoại trừ ban chủ mạc bá thiên có thể làm cho hắn có điều kiên kỵ, những người khác chém dết lên, cũng không phí sức. Nhưng bây giờ còn chưa phải lúc hoàn toàn trở mặt, nếu không mình và chú hai sẽ không thể tiếp tục ở lại huyện Bốc Khuê nữa. Đương nhiên, nếu như những tiểu lâu la này thật dám xông vào, Trầm Vân cũng không phải là người mặc cho người ta sâu xé đi lại qua ngõ nhỏ bên cạnh đùa giỡn đệ tử ô bang bên ngoài hét lớn một tiếng những người còn lại nhao nhao đuổi theo như châu chấu rời khỏi hẻm nhỏ chú hai nặng nề thở phào nhẹ nhõm hút một ngụm thuốc đè nén kinh hãi hồi lâu sau nhị thúc nói đến giờ rồi chúng ta đi nha môn nhặt xác trầm vân nói nhị thúc con tự đi là được mỗi ngày hai lạng thịt hầm cũng không phải ăn không nhị thúc nhíu mày, nói. Thi thể quá nhiều, một mình con không thể di chuyển. Trầm Vân cười ha hả nói. Nhị thúc ngươi đã quên, ô ban phó ban chủ ta cũng có thể giết, chút thi thể này sao lại không chuyển đi được. Xuyệt. Nhị thúc vội vàng làm ra thủ thế cấm thanh, nói. Cách tường có tai, lời này về sau ngàn vạn lần đừng nói lung tung, bị người nghe, đó là muốn rất đầu. Thẩm Vân nói. Ta biết rồi. Trước khi ra cửa, chú hai dặn dò lần nữa. Lúc trở về đi ngang qua phố chuột, nhớ đi đường vòng, đám người kia căn bản không có nhân tính, ngàn vạn lần đừng gây phiền toái. Thẩm Vân nói. Ta biết rồi. Một mình hắn đi vào màn đêm, ánh trăng chiếu rọi trên mặt đất, đem khuôn mặt tuấn giật kia chiếu sáng loáng. Không bao lâu, Trầm Vân liền từ nha môn đẩy thi xa, đi về phía rừng hoang. Nên sống 35 năm, thực sống 34 năm, tội ác giá trị lớn hơn 50, phải chăng luyện hóa một năm dương thọ. Nên sống 56 năm, thực sống 54 năm, giá trị tội ác nhỏ hơn 50, không thể luyện hóa. Ứng sống 46 năm, thực sống 45 năm, tội ác giá trị nhỏ hơn 50, không thể luyện hóa. Ứng sống 58 năm, thực sống 57 năm, tội ác giá trị lớn hơn 50, phải chăng luyện hóa một năm dương thọ. Dương thọ 321 năm, những dương thọ này, phần lớn là mấy ngày trước lấy được từ thi thể đệ tử Ô Bang. Bọn hắn tội ác giá trị toàn bộ lớn hơn 50, hơn nữa là bị người kết quả tánh mạng, có thể luyện hóa dương thọ rất nhiều. Như là loại dân chúng bình dân này, cũng chỉ có thể dựa vào tích tiểu thành đại. Hắn lần nữa ý đồ đem nhục thân cảnh giới tăng lên tới cốt cảnh, hoặc là đem thiên cương phục hộ quyền tăng lên tới viên mãn cảnh giới, nhưng là hệ thống lại đưa ra sau đây nhắc nhở: thân thể tăng lên tới cốt cảnh, cần 400 năm dương thọ, dương thọ không đủ. Thiên cương phục hổ quyền, tăng lên tới cảnh giới viên mãn, cần 400 năm dương thọ, dương thọ không đủ. Trầm Vân hít một hơi thật sâu, dựa theo tiến độ hiện tại, đại khái khoảng 5 ngày thời gian, mới có thể đủ đạt thành hạng nhất trong đó, chỉ có thể đợi thêm một chút. Thẩm Vân đẩy xe thi thể lên, đi về phía nhà. Vòng qua phố chuột, đi đến trong ngõ nhỏ trước cửa nhà, bỗng nhiên nghe được trong một hộ gia đình truyền ra tiếng hò hét của phụ nữ là nhà thúy linh không cần a à, không cần cái gì mà không cần lão tử đây là nhìn ngươi có vài phần tư sắc đừng không biết tốt xấu van cầu ngươi không cần a à, van cầu ngươi ta đem đồ vật đáng giá trong nhà đều cho ngươi van cầu ngươi buông tha ta đi sau khi giết chết ngươi thứ đáng giá ta tự nhiên sẽ dọn đi Thúy Linh là cái không đến 20 tuổi nữ tử, cha mẹ đều đã chết, vẫn là trầm vân tự tay chôn, bây giờ chỉ để lại nàng như vậy một người, lẽ loi hiu quạng. Đệ tử ô bang này, cũng không biết có thể luyện hóa bao nhiêu dương thọ. Thẩm vân buông thi xa xuống, nhìn quanh bốn phía, xác nhận không có đệ tử ô bang khác theo dõi, lúc này mới lặng lẽ đi vào phòng. Dừng tay. Thẩm vân thấy ô bang đệ tử khi nhục Thúy Linh kia, chính là người mấy ngày trước đạp ngực nhị thúc. Lúc trước xem hắn còn không cảm thấy cái gì, hiện tại cảm thấy người này xương cốt ngạc nhiên, hẳn là có thể sống rất nhiều năm bộ dáng. Trong lúc nhất thời xem trầm vân cái này thèm thuồng, ánh mắt đều muốn lục. Cứu mạng, van cầu ngươi cứu ta. Thúy Linh nhìn thấy trầm vân, giống như nhìn thấy cộng rơm cứu mạng, lớn tiếng kêu la, khóc lê hoa đái vũ. Đệ tử ô bang bị ánh mắt trầm vân nhìn đến sợ hãi, nói. Ta không có hứng thú với nam nhân, cút cho ta. À, đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Thẩm Vân cảm thấy, tiểu tử thể trạng cường tráng này, như thế nào cũng có thể cung cấp cho mình 20 năm dương thọ. Con mẹ nó mày muốn chết. Đệ tử Ô Ban đẩy Thúy Linh ra. Người sau lăn một vòng trên mặt đất, đầu đụng vào tường, phòng lên một cái túi lớn, thuận thế cuộn mình ở trong góc, không ngừng run rẩy. Đệ tử Ô Ban xách quần lên, cầm cương đao lên, làm bộ muốn chém Thẩm Vân. Thẩm Vân vươn ra hai ngón tay như kìm sắt kẹp con dao thép vào trong kẻ tay. Đệ tử ô bang muốn rút cương đao ra, nhưng cương đao vẫn không nhúc nhích. Ngươi! Trên trán đệ tử ô bang toát mồ hôi, còn muốn vung quyền đánh thẩm vân. Thẩm vân căn bản không cho cơ hội, một bàn tay khác thò ra, vỗ lên đầu đối phương như hổ trưởng. Con ngươi đệ tử ô bang lội ra, máu tươi từ trên thiên linh cái chảy xuống, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Đại thành thiên cương phục hổ quyền, giết một tên lưu manh nho nhỏ, có chút đại tài tiểu dụng. Đứng lên. Thẩm vân một trưởng vỗ chết ô ban đệ tử, quay đầu nhìn về phía trong góc Thúy Linh. Tìm thư uyển chấm giao su com hai người mặc dù ở chung một hẻm nhỏ, gặp nhau, nhưng chưa bao giờ nói chuyện. Thúy Linh hoảng sợ nhìn từng bước từng bước đến gần Trầm Vân, hoảng sợ nói. Ngươi đừng tới đây. Trầm Vân không nói gì, Thúy Linh nha đầu này có phải hay không bị dọa choáng váng? thấy mình như nhìn thổ phỉ đồng dạng, ta tốt xấu gì vừa mới cứu ngươi a à? Ngươi lau sạch vết máu trong phòng đi, nếu có người hỏi, cắn chết chưa từng thấy tên hỗn đảng này. Đề phòng vạn nhất, Trầm Vân mở miệng nhắc nhở, kỳ thật hắn cảm thấy tên đệ tử ô bang này cho dù chết, lấy địa vị ở ô bang, cũng nhất không nổi bọc sống gì, chết liền chết, sẽ không có người đến hỏi tận gốc trễ. Thúy Linh vẫn hoảng sợ nhìn Trầm Vân. Tất cả những gì vừa xảy ra, đối với cô mà nói vẫn là quá mức trung động. Có nghe thấy không? Thấy Thúy Linh không có phản ứng, Thẩm Vân cao giọng, lại hỏi một lần nữa. Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi. Thúy Linh như tỉnh mộng, liên tục gật đầu. Tại sao không rời khỏi huyện Bốc Khuê? Nơi này khắp nơi tràn ngập áp bách của ô bang, Thúy Linh một mình lẻ loi hiu quạnh, rất khổ sở. Sợ gặp thổ phỉ. Loạn thế ngoài huyện Bốc Khuê cũng không yên ổn, có lẽ càng thêm hung hiểm. Trầm Vân gật đầu, sau đó khiêng lên cái kia ô ban đệ tử thi thể, thò đầu ra phía ngoài nhìn xung quanh, thấy cũng không dị thường sau đó, mới đem ô ban đệ tử ném lên thi xa, sau đó tìm một chỗ ẩn nấp địa phương. Dùng sẻn đào một cái hố, đẩy nó vào. Ứng sống 58 năm, thực sống 37 năm, tội ác giá trị lớn hơn 50, phải chăn luyện hóa 21 năm dương thọ luyện hóa. Chôn một đệ tử ô ban, cũng bằng hắn chôn thật nhiều bình dân bách tính. Chương 7 Thanh Dương phủ người tới Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigol Window, Aspigol, Push, mấy ngày kế tiếp, huyện Bốc Khuê liên tiếp có người mất tích. Mới đầu, người mất tích không nhiều lắm, mọi người cũng không để ý, nhưng theo thời gian trôi qua, người mất tích càng ngày càng nhiều. Những người mất tích này đều có một điểm chung, đi qua núi Hậu Sơn. Trưa hôm đó, đột nhiên có một người đàn ông, từ trên núi chạy về thị trấn, hét lớn. Không tốt, không tốt, ta ở phía sau núi nhìn thấy thi thể. Không ít người vây quanh. Nam tử kinh hồn chưa định, trong mắt sợ hải quan mang đại thịnh, yết hầu khàn khàn nói. Ta hôm nay đi trong núi đốn củi, bỗng nhiên nhìn thấy hơn 10 cổ thi thể, máu thịt trên thi thể đều bị gặm sạch sẽ, chỉ còn lại một bộ xương lăng tăng, cùng một ít thịt vụn. Mọi người quá sợ hãi, trong lòng hoảng sợ. Chẳng lẽ là yêu ma? Ta nghe Thái Gia Gia ta nói qua, yêu ma ăn thịt người, chuyên ăn máu thịt. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, đại bộ phận mọi người đều cảm thấy đây là yêu ma làm, nhưng là cũng có một bộ phận nhỏ người cảm thấy yêu ma đã bị phong ấn trăm năm, không có khả năng trống rỗng xuất hiện. Đủ loại tiếng suy đoán không dứt bên tai. Nhưng là làm bình dân bách tính, bọn hắn cái gì đều không làm được chỉ có thể chờ đợi hy vọng nha môn người có thể điều tra rõ việc này nhưng vừa nghĩ tới nha môn huyện bốc khuê bộ dáng không làm kia đều lắc đầu thở dài loạn thế này đã đủ khổ nếu lại có yêu ma tàn sát bừa bãi vậy thật sự là khổ càng thêm khổ trong lúc nhất thời không có ai lại dám lên núi đốn củi tất cả mọi người có đầu rụt cổ ở trong nhà run lẩy bẩy cảm xúc khủng bố giống như một tấm lưới lớn vô hình bao phủ trong lòng dân chúng bình dân huyện bạc khuê chú hai thở dài nói tiểu vân con nói thật sẽ là yêu ma sao thẩm vân lúc trước đã nhận được một ít tin tức nhưng cũng không lộ ra mà là nói sinh phùng loạn thế mặc dù không có yêu ma cuộc sống của chúng ta cũng không khá hơn chút nào nhị thúc lại lắc đầu nói tiểu vân ngươi còn không rõ ràng lắm yêu ma đáng sợ loạn thế mạng người mặc dù như cỏ rác, nếu là yêu ma tái hiện, mạng người đó là heo chó không bằng a. sáng sớm hôm sau, cửa nha môn bỗng nhiên có người gõ chiên, bình dân trong ngõ nhỏ nhau nhau đi ra khỏi nhà, chạy về phía nha môn, hy vọng có thể từ trong cửa nha môn biết được một ít tin tức. Thẩm vân và chú hai cũng tiến lại gần, chỉ thấy trước cửa nha môn đứng một người mặc quan bào, mày rậm mắt to, khí vũ hiên ngang, quan trọng nhất là khối lệnh bài trên người hắn đại biểu cho hắn là người của thanh dương phủ ở bên cạnh đứng một gã sai dịch bình thường chính là hắn phát thi thể cho trầm vân lúc này hắn giật giật cổ cao giọng nói vị này là đại quản sự thanh dương phủ tới có lời muốn nói với mọi người thẩm vân nhíu mày người của thanh dương phủ tới nơi này làm gì người nọ đi về phía trước một bước chắp tay sau lưng nói ta tên là ngô thiên hôm nay nói với mọi người một tin tức xấu yêu ma bị phong ấn trăm năm gần đây có dấu hiệu phá tan phong ấn trong thanh dương phủ đã có không ít thị trấn gặp nạn cái gì thật sự là yêu ma xuất thế vậy làm sao bây giờ vậy làm sao bây giờ yêu ma thật đáng sợ ông cố của ta chính là bị yêu ma ăn thịt lúc trước mọi người mặc dù là sợ hãi nhưng chung quy không cách nào xác định nhưng trước mắt thanh dương phủ người đã công khai tuyên bố, xem ra yêu ma thật muốn xuất thế. Ngô Thiên nhìn thấy biểu hiện của mọi người, không giấu vết mỉm cười, sau đó nói. Bất quá mọi người yên tâm, tri phủ đại nhân vẫn chưa buông tha mọi người, hắn đặc biệt phái ta đến đây, đưa mọi người đến phủ thành. Nơi đó có người trấn ma ti tọa trấn, có thể bảo đảm an toàn cho mọi người. Thật tốt quá, chúng ta được cứu rồi. Tri phủ đại nhân, thật sự là thanh thiên đại lão gia a à. ngô thiên vương hai tay xuống ý bảo mọi người im lặng nói nhưng hiện tại nhân lực không đủ ta cũng chỉ có thể theo thứ tự mang các ngươi đi mọi người không nên gấp gáp các ngươi đều sẽ an toàn sau khi ngô thiên nói xong mọi người nhao nhao về nhà thu dọn đồ đạc tranh thủ rời khỏi nhóm đầu tiên bọn hắn trước kia không phải không muốn đi thanh dương phủ nhưng là bên kia không cho mở phê văn chính là đi cũng không có địa phương tiếp nhận nhị thúc lôi kéo trầm vân lo lắng nói đừng đứng ngốc mau theo ta về nhà thu dọn đồ đạc tranh thủ rời đi trước đến bên kia không chỉ an toàn còn không cần bị ô bang áp bức nữa thẩm vân theo chú hai về nhà càng nghĩ càng không thích hợp ngô thiên kia dường như chính là một người bình thường ngay cả võ giả cũng không tính dựa vào cái gì hộ tống mọi người vạn nhất trên đường thật sự gặp phải yêu ma, hắn đối phó sao? Trong lòng thẩm vân có chút cố kỵ, lúc thu dọn đồ đạc, cố ý thả chậm động tác. Đừng lề mề nữa, nhanh lên. Chú hai trong lòng sốt ruột, lớn tiếng thúc giục, sợ không theo kịp đợt thứ nhất. Khi hai người thu dọn đồ đạc xong, đi tới cửa nha môn, nhóm người thứ nhất đã chọn xong, bọn họ cao hứng bừng bừng đi theo phía sau ngô thiên. Mà người chưa được chọn trúng, từng người ủ rũ, khó chịu như ăn rùi bọ, bất quá trong mắt bọn họ có hy vọng, chỉ cần tri phủ không từ bỏ huyện Bốc Khuê, bọn họ liền có hy vọng sống sót. Chú hai oán giận nói với Thẩm Vân. Đều tại con, lê mê, còn phải ở cái nơi quỷ quái này thêm một thời gian nữa. Thẩm Vân nói. Nhị thúc, rời đi không nhất định là chuyện tốt. Nói bậy. Chú hai thở dài nói. Nơi rách nát này, không chỉ có yêu ma thường lui tới, còn có người ô ban áp bức tốt chỗ nào không biết tại sao gần đây có rất ít thi thể dương thọ có khả năng luyện hóa cũng theo đó giảm bớt cho đến năm ngày trôi qua trầm vân lúc này mới tích góp đủ bốn trăm dương thọ ngài đã có bốn trăm năm dương thọ là muốn đem thể chất tăng lên đến cốt cảnh hay là đem thiên cương phục hổ quyền tăng lên tới viên mãn cảnh giới đem thể chất tăng lên tới cốt cảnh thẩm vân cảm thấy thể chất càng quan trọng hơn. Bởi vì ban chủ ô ban mạc bá thiên chính là cốt cảnh. Nếu như có thể tăng lên tới cùng hắn một cái cảnh giới, thật sự gặp được, vậy thì có càng nhiều sức mạnh. Về phần đại thành thiên cương phục hổ quyền, tạm thời mà nói, đã đủ dùng. Ngươi khổ luyện thân thể, tìm thư uyển mài gia luyện thịt, giờ đã gánh nước, lại tốn thời gian 400 năm, rốt cục đem thể chất, tăng lên tới cốt cảnh. Dương Thọ hai năm, trong một tháng kế tiếp, Ngô Thiên lại tới hai lần, tuyên bố đã đưa người an toàn đến Thanh Dương Phủ. Bình dân huyện Bốc Khuê tranh nhau muốn tranh đoạt danh ngạch, nhưng ai đi trước, ai đi sau, trình tự này đã sớm định sẵn. Có gấp gáp hơn nữa cũng vô dụng. Lại không đi được. Chú hai trong lòng buồn bực, ủ rũ mang theo bao quần áo về nhà. Trầm Vân yên lặng đi theo phía sau hắn, trong lòng suy nghĩ, nếu như yêu ma thật sự tới, ô bàn tuy có mặt bá thiên, cũng căn bản không đủ nhìn, theo lý thuyết bọn họ hẳn là cũng có thể rất muốn rời đi mới đúng. Nếu như bọn họ muốn rời đi danh ngạch, nhà môn người hẳn là không dám không cho. Nhưng hiện tại rời đi đều là dân chúng bình dân, đệ tử ô ban không rời đi. Rốt cục, sau 15 ngày, Ngô Thiên lại một lần nữa trở về. Lần này trên danh sách rời đi, rốt cục có tên hai chú cháu thẩm gia. Bởi vì chu đồ mệt nhọc, ngô thiên cần nghỉ ngơi một đêm tạm định ngày hôm sau rời đi ban đêm nhị thúc hưng phấn ngủ không yên nói với trầm vân ha ha tiểu vân a à, chúng ta rốt cục có thể rời khỏi nơi này tới phủ thành chúng ta tìm một công việc tốt tích góp chút bạc nói cho ngươi một môn hôn sự sinh con liền công đức viên mãn thẩm vân cười cười cũng không trả lời mà là suy nghĩ chuyện rời đi hắn vẫn cảm thấy việc này có kỳ quặc đến sáng sớm ngày hôm sau, nhị thúc cao hứng bừng bừng đem trầm vân đánh thức, lưng thu dọn xong đồ đạc, sớm chạy đến cửa nha môn. Hôm nay toàn bộ người muốn rời đi đều đến đông đủ, ngô thiên vỗ trường đao bên hông, quát một tiếng, nói. Xuất phát. Chương 08 Thương thiên hại lý Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, một hàng hơn 30 người, trùng trùng điệp điệp, điệp đi theo sau ngô thiên, trên mặt tràn đầy nụ cười giải thoát chú hai bước nhanh theo trong đám người nội tâm hưng phấn không kiềm chế được nói tiểu vân à chú ở huyện bốc khuê sống uất ức nửa đời người không dám nghĩ một ngày nào đó có thể rời khỏi nơi này thẩm vân nhìn bóng lưng ngô thiên nói rời đi thật sự là chuyện tốt sao nhị thúc cao hứng phấn chấn nói tuy là loạn thế nhưng thanh dương phủ dù sao cũng là phủ thành không đến mức loạn như bạc khuê huyện Thẩm Vân không nói, lẳng lặng đi theo phía sau chú hai. Ngô Thiên thỉnh thoảng quay đầu lại, làm như đang kiểm tra xem có người rơi xuống hay không. "Lão Ngô, hôm nay bước chân của ông hơi chậm một chút." Đúng lúc này, trong rừng đá đột nhiên nhảy ra mười mấy cái cầm trong tay cương đao, mặc vải bố ba lỗ ô ban đệ tử. Ngô Thiên xoay người, nụ cười ấm áp trên mặt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt tàn nhẫn, nhìn bình dân Bách Tính phía sau, nói: "Gấp cái gì?" dù sao đám ngu dân này lại trốn không thoát đệ tử ô ban ào ào vây quanh bao vây đám người trầm vân đều đừng nhúc nhích ngồi xổm xuống cho ta đệ tử ô ban đầu lĩnh sờ sờ cái bụng lớn vẻ mặt cười xấu xa thẩm vân nhất thời ý thức được ngô thiên này căn bản cũng không phải là quản sự thanh dương phủ gì chính là điểu nhân cá mè một lứa với ô ban các ngươi muốn làm gì quản sự thanh dương phủ ở đây các ngươi dám can đảm tạo thứ một bình dân bách tính ngẩng đầu, rống to một tiếng. Ngô Thiên, diễn xuất của ngươi không tệ, đến lúc này còn có ngu dân cho rằng ngươi là quản sự thanh dương phủ. Đệ tử ô ban bụng bự vặn cổ cười nói. Ngô Thiên nói. Không phải bọn họ ngu xuẩn, là ban chủ anh Minh, nghĩ ra một kế sách như vậy. Đệ tử ô ban bụng bự nói. Ban chủ nói, yêu ma cường đại, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Nếu muốn không chết, đành phải hợp tác với yêu ma hơn nữa cho bọn họ chút đồ ăn mọi người rốt cục nghe rõ ngô thiên và ô bang chính là một nhóm chuyến này căn bản không phải đưa bọn họ đi thanh dương phủ mà là muốn đem bọn họ hiến cho yêu ma lấp đầy cái bụng mấy đợt người rời đi lúc trước phỏng chừng là đã nguy hiểm độc thủ nhị thúc sợ tới mức sắc mặt tái nhợt đặt mông ngồi dưới đất tuyệt vọng nói xong rồi ta hại chết cháu trai đám súc sinh các ngươi lại hợp tác với yêu ma chết không tử tế mọi người đồng tâm hợp lực đem những này ô ban người chết bình thường hắn khi nhục chúng ta bây giờ còn muốn đem chúng ta đưa cho yêu ma quả thực tán tận lương tâm nếu không phản kháng tất cả mọi người phải chết có mấy cái bộ dạng coi như khỏe mạnh bình dân muốn cầu sinh phản kháng đi chết đi đệ tử ô ban bụng bự sắc mặt phát lạnh nói còn phản các ngươi nói xong hắn cầm đao liền chém cương đao nhấc lên thật cao đang muốn giống như chặt dưa hấu lúc chém xuống thân thể giống như là bị thi chú không thể động đậy chút nào là ai hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn chỉ thấy một thanh niên tiện tay bắt lấy đao thép của hắn cao cao giơ cổ tay lên khiến cương đao treo trên không trung cháu trai nhị thúc không có thấy rõ trầm vân là khi nào chạy đến đại bụng ô ban đệ tử phía sau nhìn không được kêu to một tiếng. Năm nay bao nhiêu tuổi? Trầm Vân nhìn xem tên kia bụng lớn ô ban đệ tử, dù sao hắn sống ít một ngày, chính mình liền nhiều một ngày dương thọ. Đệ tử ô ban vẻ mặt mơ hồ, tiểu tử này đầu óc không tốt. Nhất chân liền đạp. Thẩm Vân không nói nữa, một quyền đánh vào bụng đối phương. Phốc. Cái bụng tròn trịa của hắn, nhất thời giống như nhục chí, khô quát đi xuống, ngay sau đó liền vô lực sụi lơ trên mặt đất. Chết rồi. Đâu? Đệ tử ô ban còn lại thấy thế, nhất thời kinh hãi, xú tiểu tử, ngươi thật sự là muốn chết. Trầm Vân bây giờ đã là cốt cảnh, đối phó những này ngay cả võ giả đều không tính là người bình thường, căn bản không phí nhiều sức, mỗi ra một quyền, liền có một người chết thảm trong vũng máu. Phanh. 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 Thi thể của đệ tử ô ban giống như bài ta từng cái một, có nhịp điệu ngã xuống đất. Đều là một kích mất mạng, không lưu người sống. Cuối cùng chỉ còn lại một người ngô thiên. Hắn kinh nghi bất định nhìn Trầm Vân. Thân thủ của người trẻ tuổi trước mắt này, thật sự quá kinh khủng. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, Trầm Vân đã hướng hắn đi tới, nói. Ngươi không phải muốn dẫn chúng ta đi thanh dương phủ sao? Ngô Thiên run rẩy lắc đầu, nói. Không đây là chủ ý của ban chủ tôi chỉ làm việc cho hắn thẩm vân nói cho nên các ngươi thật sự gặp qua yêu ma ngô thiên không dám nói dối nói vài ngày trước ban chủ đi hậu sơn xem qua quả thật có yêu ma lui tới chỉ bất quá bởi vì nguyên nhân phong ấn yêu ma không thể đi ra hậu sơn thẩm vân như có điều suy nghĩ nói đã như vậy vì sao còn muốn tặng người cho bọn họ ăn ngô thiên vội vàng nói yêu ma hội dần dần đột phá phong ấn phạm vi có thể hoạt động sẽ càng ngày càng rộng một ngày nào đó có thể tiến vào huyện bạc khuê ban chủ vì cầu mạng sống cho nên đề xuất hợp tác đem bình dân huyện bạc khuê cho bọn họ ăn đổi lấy mạng của đệ tử ô bang thẩm vân cười nhạo một tiếng nói cũng có dự kiến trước ngô thiên nói là ban chủ anh minh thẩm vân không nói gì nói cậu cảm thấy tôi đang khen cậu Ngô Thiên. Ánh mắt trầm vân phát lạnh, bàn tay muốn vỗ xuống. Ngô Thiên đột nhiên kêu la. Tôi nói với anh nhiều như vậy, tha cho tôi một mạng đi. Bàn tay thẩm vân hơi dừng lại, nói. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Ngô Thiên ngẩn ra, tìm Thư Uyển nói. 45, nhà có mẹ già cần ta phụng dưỡng, còn có hai đứa con gái gào khóc đòi ăn. Ôn ao. Thẩm Vân căn bản không nghe lời thoại cầu xin tha thứ rập khuôn này, bàn tay trực tiếp vỗ xuống, lẩm bẩm nói. Đã 45 rồi, nếu trẻ hơn 10 tuổi, thì càng tốt. Sau khi xử lý toàn bộ đệ tử ô bang, Trầm Vân lúc này mới quay đầu lại, nhìn về phía một đám bình dân. Bọn họ đều run rẩy nhìn Trầm Vân, trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới một thanh niên nhìn qua gầy yếu, lại có thể tay không dết nhiều tráng háng như vậy. Thẩm Vân không để ý đến bọn họ, mà đi tới trước mặt chú hai nói chú hai chú không sao chứ chú hai khó khăn nuốt một ngụm nước bọt chú làm sao cũng không ngờ tới thân thủ của thẩm vân lại mạnh đến mức này chẳng lẽ quyển quyền phổ kia thật sự lợi hại như vậy không có việc gì chú hai lắc đầu trong lòng dâng lên một loại cảm giác vui mừng nói tiểu vân con thật sự trưởng thành tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ Thẩm Vân thèm thùng nhìn thi thể trên mặt đất, nói. Ta tới gần trước, đem những thi thể này chôn. Lấy dương thọ trước rồi nói sau. Nên sống 66 năm, thực sống 45 năm, giá trị tội ác lớn hơn 50, phải chăng luyện hóa 21 năm dương thọ. Ứng sống 55 năm, thực sống 32 năm, tội ác giá trị lớn hơn 50, phải chăng luyện hóa 23 năm dương thọ. Nên sống 46 năm, thực sống 35 năm, giá trị tội ác lớn hơn 50, phải chăng luyện hóa 11 năm dương thọ. Ứng sống 52 năm, thực sống 44 năm, giá trị tội ác lớn hơn 50, phải chăng luyện hóa 8 năm dương thọ. Tuổi thọ 210 năm, Trầm Vân mỉm cười, dương thọ vẫn là dết ô ban đệ tử tới nhanh à, cái này 210 năm đến sổ sách. Chương 09 Chuột yêu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon window, Aspigon, push, thẩm vân đem thi thể chôn kỹ, một lần nữa trở lại trước mặt chú hai. Những bình dân khác cũng chậm rãi hội tụ lại. Tiểu vân, cậu có tính toán gì không? Chú hai bất tri bất giác, đã coi trầm vân là người tâm phúc, theo bản năng trưng cầu ý kiến người sau. Đi thanh dương phủ. Dù sao cũng đã đi ra, phủ thành có lẽ thật sự có thể an toàn hơn một chút. Nếu đã tới còn không đem khẩu phần ăn đưa vào cho ta. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quá dị mà khàn khàn từ trong rừng đá truyền ra. Cả người trầm vân cứng ngắc, nghiêng mắt nhìn lại. Chỉ thấy một thân hình người cường tráng như núi nhỏ, đang chậm rãi đi tới, đến dưới một tảng đá lớn chậm rãi ngồi sổng xuống. Cơ bắp cả người được xây dựng chặt chẽ, hai vai cao ngất, da lông màu xám từng cái nổ tung, cổ nghiêng về phía trước, đúng là đỉnh một cái đầu chuột. Là yêu ma, là yêu ma chạy mau các bình dân tê tâm liệt phế trống to nhưng bởi vì bị dọa vỡ mật hai chân như nhũn ra một bước cũng không nhúc nhích được mặc cho chất lỏng tanh tưởi chảy khắp đũng quần tiểu vân đi mau chú hai cầm lấy cánh tay thẩm vân liều mạng cào về phía sau thẩm vân có thể cảm giác được hô hấp của mình trở nên dồn dập toàn thân cơ bắp cũng theo căng thẳng lên chỉ là khí thế liền đem trầm vân trấn trụ nhân tộc không giữ chữ tín, ta muốn ăn thịt các ngươi. Thử yêu miệng phun tiếng người, trong lời nói lộ ra nồng đậm bất mãn, nhưng là thân thể nhưng không có nhúc nhích, chỉ là phẫn nộ nhìn chầm chầm trầm vân đám người. Ngươi có qua hay không? Trầm vân đột nhiên nhớ tới chuyện phong ấn, vì thế mở miệng nói. Ngươi nhiều nhất chỉ có thể đi tới vị trí tảng đá kia, đúng không? Từ biểu tình âm trầm của thử yêu, trầm vân biết mình đoán đúng, lá gan cũng khỏe hơn một chút thử yêu lạnh giọng nói trong vòng ba mươi ngày ta sẽ tiến vào huyện bốc khuê ăn sạch các ngươi trầm vân lạnh lùng nói không tới ba mươi ngày ta sẽ tới tìm ngươi bất quá hiện tại ngươi phải đói bụng thử yêu lạnh lùng nói bọn chuột nhắc không có can đảm thẩm vân nhướng mày nói đang nói chính mình thử yêu nếu thử yêu tạm thời không có uy hiếp trầm vân lười phản ứng lại nó xoay người nói với nhị thúc chúng ta phải trở về huyện bạc khuê lối ra duy nhất bị thử yêu ngăn trở muốn đi thanh dương phủ không thể nào dân chúng còn lại nhao nhao đi theo phía sau trầm vân thân thể còn đang không ngừng run rẩy nhị thúc nghĩ nghĩ nói chúng ta cứ như vậy trở về nhất định sẽ bị người của ô bang phát hiện vẫn khó thoát khỏi cái chết ngô bá thiên của ô bang là một võ giả địa đạo hung danh truyền xa không người nào không sợ thẩm vân không giải thích nói yên tâm đi có tôi ở đây nhưng mà thẩm vân cương mặt dù giết chết không ít đệ tử ô bang nhưng bọn họ đều là người bình thường không thể đánh đồng với võ giả nói tiểu vân đâu ngô bá thiên chúng ta không đắc tội nổi ngàn vạn lần không nên tuổi trẻ khí thịnh làm chuyện ngu ngốc a à? thẩm vân biết nhị thúc đang lo lắng cái gì nói nhưng mà, trước mắt chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác. Nhị thúc bất đắc dĩ, quả thật, trước mắt nếu không trở về huyện Bốc Khuê, sớm muộn gì cũng sẽ bị thử yêu này ăn đến xương cốt cũng không còn. Thử yêu lạnh lùng nhìn chầm chầm đám người trầm vân, sau đó rên rỉ một tiếng, trở lại trong rừng, hái quả dại cho đỡ đói, buồn bực nói. Sớm biết như vậy tiết kiệm chút ăn. Sau đó dùng đầu lưỡi tanh đỏ, liếm liếm cặn thịt còn sót lại trong hàm răng, nuốt vào trong bụng. Đoàn người nhị thúc cao hứng từ huyện Bạc Khuê đi ra, lúc này lại ủ rũ theo đường cũ trở về. Trên đường đi, Trầm Vân âm thầm suy nghĩ về thực lực của thử yêu, ít nhất là ở khí cảnh. Đây là yêu ma tương đối nhỏ, không biết những đại yêu kia thực lực như thế nào. Cũng may. Cũng may có những đệ tử ô ban đáng yêu đang chờ mình ở huyện Bốc Khuê. Hơn một trăm người đâu. Một bên hành tẩu, Trầm Vân một bên suy tư, cảm thấy vẫn là có chút không thích hợp ngô bá thiên thân là một ban chi chủ rất khôn khéo làm sao có thể dễ dàng tin tưởng thử yêu vạn nhất thử yêu lao ra phong ấn sau trở mặt không nhận đem bọn họ ô ban đệ tử cũng cùng nhau ăn lại phải làm sao chúng ta có nên đi vòng qua đường nhỏ trở về hay không nhị thúc thấy sắp đến huyện bốc khuê muốn tránh tai mắt của ô ban những người còn lại cũng nhao nhao gật đầu có thể trốn một ngày là một ngày tránh được mùng một tránh không khỏi mười lăm trên mặt thẩm vân ngược lại không có bất kỳ lo lắng gì vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ trong lòng nhị thúc trùng mình cảm giác trầm vân muốn làm chuyện ngu ngốc ta nói là ngô bá thiên hắn tránh được mùng một tránh không được mười lăm sau khi nói xong câu đó hắn liền nhanh chóng đi ra thẳng đến hang ổ của ô bang mà đi chỉ để lại cho đám người nhị thúc một bóng lưng bí hiểm tiểu vân mau trở lại chú hai gấp gáp giơ chân muốn bắt thẩm vân về lại phát hiện bước chân thẩm vân cực nhanh mấy hơi thở đã không thấy bóng dáng lão ca ta thấy tiểu tử nhà ngươi thân thủ bất phàm chúng ta vẫn thành thật chờ ngươi đi cũng thêm phiền bên cạnh có một lão nhân cùng nhị thuốc tuổi tác không kém bao nhiêu dọc theo đường đi một mực tìm mọi cách cùng nhị thuốc trèo quan hệ lúc này mở miệng khuyên giải nói chú hai nghe vậy trong lòng biết có lý đành phải ngồi xuống móc túi thuốc lá ra hút mạnh hai ngụm, không trên một tiếng. Đó là một cái sân lớn có thể chứa được mấy trăm người, sân trung lập một cây đại kỳ. Mở cửa ra. Thẩm Vân thấy người bên trong rất vui vẻ, đúng là ở trong sân bày tiệc lớn, ăn ngấu nghiến. Loạn thế như thế, bọn họ lại có rượu có thịt, tìm thư uyển vê đúc vê đúc vê đúc. Giao su xu xuyên. Con đều là từ chỗ dân chúng bình dân cướp được. Ai? Người gác cửa thấy Thẩm Vân lạ mặt, lớn tiếng quát đây con mẹ nó là địa bàn của ô bang mau cút cho ta thẩm vân nói ta là thân thích của ban chủ các ngươi ngươi giữ cửa ngẩn ra trong lòng hồ nghi không nghe nói ban chủ có thân thích gì nhưng là bốc khuê huyện người ai không biết ô bang thanh danh chỉ cần không phải kẻ ngốc ai dám lên đây gây sự chê mình sống quá dài sao lập tức hỏi ngươi là ban chủ nào của chúng ta thẩm vân nói ta là cha hắn. Người gác cổng vừa nghe, nhất thời choáng ván. Đây chính là phụ thân ban chủ, phải hầu hạ tốt, bằng không khẳng định phải lĩnh ban chủ một trận nắm đấm, hắn vội vàng đem xích sắt trên cửa mở ra, thả trầm vân vào. Không đúng, ngươi chờ một chút cho ta. Người gác cổng kia giống như đột nhiên tỉnh ngộ, nói. Không đúng, không đúng, ngươi năm nay ngay cả hai mươi tuổi cũng chưa tới, làm sao có thể là phụ thân ban chủ chúng ta ta là cha dượng. Thẩm vân nhún vai nói. Người nọ công ngốc cũng biết mình bị đùa giỡn, cầm lấy thiết chù y trong tay, lớn tiếng nói. Dám giả mạo phụ thân ban chủ chúng ta, lấy mạng lại đây. Thẩm vân thở dài, nói. Ai, vốn là muốn bắt đầu từ ban chủ của các ngươi. Cái gì bắt đầu từ ban chủ? Người nọ nhất thiết chú y lên liền hướng trầm vân đập tới. Sạch sẽ lưu loát đem người gác cửa kia đầu lâu cắt ra, máu tươi theo nước vỡ sọ phun trào ra. Hiện tại, cũng chỉ có thể bắt đầu giết từ ngươi. Chương 10 Chớ bá thiên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, trầm vân bên này gây ra động tĩnh không nhỏ, đem phụ cận ô ban đệ tử hết thảy dẫn tới. Đào xiên kiếm kích nhau nhau hướng trầm vân trên người chào hỏi, nhưng là ở trầm vân trong mắt bọn họ tự như là người giấy bình thường, không có chút nào chiến lực đáng nói. Mỗi khi Thẩm Vân vung ra một quyền, liền có một người cùng với tiếng kêu thảm thiết nằm trong vũng máu. Khi hạ sát thủ, Trầm Vân không có nửa điểm do dự. Đáng chết! Thời gian nửa nén nhang trôi qua, người còn có thể đứng thẳng đi lại, đã không dám lại hướng Trầm Vân tới gần, từng người cầm binh khí trong tay, bảo vệ ở trước người, sợ Trầm Vân tiếp tục tiến công. Thẩm Vân nhìn thi thể phía sau, chừng mấy chục số, nhưng Thẩm Vân căn bản không cảm thấy mệt mỏi. Chỉ cảm thấy những thi thể này rất hòa nhã dễ gần. Là ai tới ô ban ta dương oai? Lúc này, trong đại viện đột nhiên đi ra một người. Người này uy mảnh khôi ngô, mày rậm mắt to, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mặt khóa tử giáp, tay cầm trường thương, khí thế bàn bạc. Trên ngực hắn, có khắc một hình đầu lâu, tản mát ra một cổ khí tức làm người ta sợ hãi. Thẩm vân liếc mắt một cái liền nhận ra, hắn chính là ban chủ ô ban mạc bá thiên ô ban có thể hoành hành ngang ngược ở huyện bạc khuê đều là bởi vì có võ giả hắn tọa trấn võ giả cốt cảnh hôm nay trầm vân cũng ở vào cảnh giới này bởi vậy đối với hắn cũng không e ngại ánh mắt nhìn thẳng mạc bá thiên chất vấn ngươi cùng yêu ma hợp tác mạc bá thiên không có trước tiên trả lời mà là quay đầu nhìn về phía trên mặt đất tử thi trong lòng biết được trước mắt thanh niên này tuyệt không tầm thường hẳn là cũng là một gã cường đại võ giả chính là không biết hắn có cái gì bối cảnh mạc bá thiên hỏi các hạ là người phương nào thẩm vân cắt ngang ta hỏi ngươi có phải hay không cùng yêu ma hợp tác mạc bá thiên dừng lại nói yêu ma quá mức cường đại chỉ có hợp tác với bọn họ mới có thể tìm được một đường sinh cơ trong thanh âm trầm vân mang theo một tia trào phúng nói Ta còn lo lắng ngươi không thừa nhận sao?" Mạc Bá Thiên chỉ chỉ nội viện, nói: "Nội viện có rượu có thịt, ngươi có bản lĩnh như vậy, chúng ta cùng nhau đánh thiên hạ." Thẩm Vân không đợi hắn nói xong, cánh tay đột nhiên nâng lên, bóp cổ Mạc Bá Thiên. Mạc Bá Thiên nâng cánh tay trái lên ngăn cản. Thân thể hai võ giả cốt cảnh va chạm, phát ra âm thanh sắt thép đánh nhau. Cốt cảnh. Đồng tử Mạc Bá Thiên hơi có rụt lại, vẻ mặt ngưng trọng càng sâu. Mạc bá thiên nhảy mạnh về phía sau, trầm giọng nói. Các hạ đừng có không biết tốt xấu, ta khuyên bảo, ngươi muốn làm sằng làm bậy, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Thẩm vân cười nhạo một tiếng, nói. Hôm nay chính là tới giết ngươi. Mạc bá thiên thấy thế, không nói nhảm nữa, cho dù ra một chiêu cầm tay, tấn công thẩm vân. Thiên cương phục hổ quyền đều là chiêu thức đại khai đại hợp, trầm vân mỗi khi vung ra một quyền, đều mơ hồ có tiếng hổ gầm truyền ra, đinh tai nhức ốc. Chỉ ra ba quyền, trầm vân liền đánh trúng bụng mạc bá thiên. Phốc. Quyền lực quá lớn, trực tiếp đánh thủng da thịt mạc bá thiên, tạo ra một lỗ máu to bằng nắm tay. Thẩm vân vốn tưởng rằng đây là một trận ác chiến, không nghĩ tới lại là đơn phương áp chế. Tất cả đều là công lao của thiên cương phục hổ quyền, không hổ là từ trấn ma ti chảy ra, quả thật không giống bình thường mạc bá thiên thê thảm nhìn bụng mình trong lòng tràn đầy không dám tin quá nghẹn khuất vài ngày trước bị những cái kia khí cảnh võ giả khi nhục cũng thì thôi hiện tại lại bị một cái đều là cốt cảnh người trẻ tuổi ba quyền liền cho đánh thành trọng thương bất quá hắn tự hồ trong lúc bất chợt nhớ tới cái gì trước mắt thanh niên sở thi triển quyền pháp chính là lúc trước những võ giả kia sở tìm kiếm võ kỹ ngươi đừng đắc ý bọn họ sẽ tới tìm ngươi còn có thể nói chuyện Mạc bá thiên thân thể mãnh liệt trung rẩy, con mắt cũng chưa kịp nhắm lại, liền trực tiếp ngã trên mặt đất, phát ra, phanh, một đạo tiếng vang, cho bụi nổi lên bốn phía. Chạy mau a, à. Ban chủ chết rồi. Đệ tử ô ban một mực ở bên cạnh quan chiến, thấy mạc bá thiên đã chết, vội vàng chạy trốn khắp nơi. Hừ. Trầm vân đột nhiên đuổi theo, tốc độ cực nhanh, tuyệt không phải người bình thường có thể đánh đồng, quyền cước cùng dùng không tới vài cái, liền đem người trong đại viện, đồ sát sạch sẽ. Còn muốn chạy, người ô ban, tất cả đều phải vào hố cho ta. Trên người thẩm vân nhuộm đầy máu tươi, trên mặt hung sắc đại thịnh, ở trong sân đi tới đi lui, không chịu buông tha một con cá lọc lưới. Quả nhiên, hắn thật đúng là nhìn thấy mấy cái thông minh, giấu vào đáy giường hoặc là trong vại lớn, toàn bộ bị trầm vân kéo ra, một chưởng đập chết. Trầm vân đi qua, mở nắp trương ra, tay phải giơ cao lên, vừa muốn đánh lên liền treo giữa không trung hình như không phải người của băng đảng đây là một nữ tử bị người trói gô trong miệng còn nhét một miếng dẻ lau thẩm vân ghé sát lại đối diện với người phụ nữ kia nữ nhân bị máu trên mặt trầm vân dọa đến hồn phi phách tán thân thể né tránh về phía sau thế nhưng người ở trong rương căn bản trốn không thoát thúy linh trầm vân thoáng cái nhận ra nữ nhân này đây không phải là trước đó vài ngày hắn ở trong hẻm nhỏ cứu được nữ hài kia sao? Sao lại bị trói ở đây? Hắn một tay xách Thúy Linh ra khỏi rương, lấy khăn lau trong miệng nàng ra. a à, Thúy Linh trước tiên kinh thanh kêu to. Trên mặt thẩm vân đều là máu tươi, hơn nữa vừa mới giết một người trong viện, hung khí trên người chưa tan, khiến Thúy Linh sợ tới mức hoa dung thất sắc. Tìm thư uyển www chấm com thẩm vân đoán được nguyên nhân Thúy Linh hoảng sợ vội vàng lau bảy tám vết máu trên mặt mình, lộ ra một loạt trăng trắng, nhếch miệng nói. Là ta. Nhìn thấy Trầm Vân khuôn mặt sau đó, Thúy Linh thân thể vẫn không ngừng run rẩy, nói. Ngươi. Ngươi gia nhập ô bang. Nơi này là hang ổ của ô bang, những người khác căn bản không thể tiến vào. Trừ phi, giống như chính cô, là bị bắt vào, bất quá xem Trầm Vân có thể tự do đi lại, hiển nhiên không phải. Đã đến đây để giết người, đi theo ta. Thẩm Vân khoác tay với Thúy Linh, sải bước đi ra ngoài. Thúy Linh mỗi đi vài bước, liền có thể nhìn thấy mấy cổ thi thể. Sau khi đến đại viện bên ngoài, một hai trăm người, ngổn ngang nằm trên vũng máu, có người rơi đầu, có người rơi cánh tay, ồ ồ chảy máu. Thúy Linh rốt cục nhịn không được, điên cuồng nôn mửa, chỉ bất quá mấy ngày chưa từng ăn cơm, nôn đều là chút nước chua. Trì hoãn hơn nửa ngày về sau, Thúy Linh lần nữa nhìn về phía những thi thể kia, thần sắc chất phát nói. Những người đó đều là người chết. Thẩm Vân gật đầu, dứt khoát nói. Vâng, không còn ai, từ nay về sau huyện Bốc Khuê không còn ô ban nữa. Thúy Linh lập tức ngồi dưới đất, hoa hoa khóc lớn lên. Từ khi nàng sinh ra tới nay, đã bị người ô ban khi nhục, cha mẹ chết thảm dưới đau ô ban, muốn báo thù lại bất lực, cái loại cảm giác vô lực nghẹn khuất này thủy chung giống như là một tảng đá lớn, đặt ở trong lòng. Giờ phút này, nàng nghe nói ô bang không còn tồn tại, rốt cuộc ức chế không được tình cảm trong lòng, phóng sinh gào khóc lên. Trầm vân bất đắc dĩ đứng ở một bên. Sinh phùng loạn thế, không biết có bao nhiêu người đều giống Thúy Linh, mệnh như cỏ rác. Qua một hồi lâu, Thúy Linh rốt cuộc ngừng khóc, thẩm vân lúc này mới hỏi. Ô ban người vì cái gì bắt ngươi?